Bên đây nè, bên đây chỗ bóp cột nè. Nè, thấy không? Thấy gỗ quá thạch không? Đi đi đường kia, đi đường kia, đi đường kia. Đi đường vòng vòng vào đằng kia vô. Nè nguyên cái cây gỗ hóa đá nè. Bác có hiểu anh như bác ni hồng là gì không? Án mà đi bắt ni hồng hả? Dạ. Án mà đi bắt ni hồng là một cái câu chú. Câu chú. Thế mà mình đọc là Phật Bà Quan Âm Sư à. Anh ni gì? Án mà đi bắt ni hồng. Bắt ni. Bà có đọc nhầm không à? Bán. Từ đâu là bán? Ba này hả? À, tháp bà. Tháp bà bán gì vậy? Ba cô không biết nữa. Tham quan ở đây đi, đẹp quá trời luôn nè. Đẹp mà đồ quý hiếm không à, đồ gỗ mà. Gỗ rồi đá rồi có đủ hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý rồi. Đúng là chơi gỗ thôi đấy. Gỗ thật đấy chứ. Gỗ thật. Đây gỗ thật. Đây cũng là gỗ này. Cái cây gì đấy. Khang ơi, vô đây đứng nè con. Nguyên một cái tảng đá hồng ngọc rồi, thấy không? Hai tảng bên kia nữa mà. Cái tảng kia thô sơ, chưa mài. Hồng ngọc. Khang, tượng này bên Thái Lan có nhiều lắm mà Khang. Tượng Phật nè Khang. Tượng Phật Ngọc Cấm Thạch. Gói đi con, gói đi con, gói cho em. Gói cho em đủ 18 cái đi con. Rồi gói cho em đủ 18 cái đi rồi Long để vô đây Long. Long để tay vô đi con. Thank you.
bán là quay nhặt, quay nhặt dương, quay phải, 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 phạt là nó gì là phạt nó mới gì là phật người ta đừng nói đúng đâu giờ sợ bạn chứ mình tỉnh hướng là quay nhưng bạn quay phải bạn sợ quay chứ sợ nhẹ mà không được đi không được đi thôi ra được rồi phạt bây giờ mình đi chỗ khác chứ suy nghĩ chung còn mình phải suy nghĩ theo đúng hướng mọi người phải theo đúng hướng không em cho anh vô rồi chỗ cái sừng cái này vô nè này vô quá thì cao không có lấy cái này vô nào vô cái này vô như vậy là cũng vô tất luôn Thank you.
cầm chầu này nó chết à? Con lại Phật chưa? Con làm mấy nhà sư rồi. Con lại Phật chưa? Để lại mì vô. Con cửa ra không thì con quỳ cái nó đau. Mấy nhà sư ngồi đó để lại mì vô. Đâu? Ghi phiếu công đức. Con nhớ cái con thần chú ra được rồi. À. Con lại con hỏi sư thầy coi. Hỏi rõ ràng nó coi. Ni bắt ni án mà đi. Bắt mày không. Sao? Con lại con hỏi sư thầy coi. Con hỏi sư thầy coi đọc chính xác là làm sao? Gốm sứ không nó khang. Gốm sứ tức là những cái mảnh chai, mảnh ly, mảnh cái thủy tinh đó nè. Rồi bằng gốm mấy cái tô chén dĩa tụi đó. Ừ, người ta mài lại. Người ta mài lên nó ghép lại. Chén, tô, dĩa, những cái đồ gốm, đồ sứ, đồ thủy tinh nó ghép lại. Rất là đẹp ha. Quá đẹp luôn ha.